Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video của mình. Và đầu tiên thì mình sẽ xin lỗi mọi người nếu như mọi người nghe thấy tiếng ồn ở đâu đó quanh đây thì thông cảm cho mình nha, bởi vì nó thật là nhà mình không có cách âm, với cả xung quanh toàn là xây nhà thôi. Ok, ngày hôm nay mình lên video này là bởi vì mình thấy rằng gần đây thì xu hướng mọi người quan tâm tới mình bởi những cái chủ đề về chia sẻ bí quyết làm đẹp da, rồi làm đẹp body, giảm cân. Thì nhắc đến cái chủ đề giảm cân thì mình thật sự cảm thấy rất là may mắn, bởi vì trước đó thì mình có một cái video về giảm 20 cân trong giảm 11 cân trong vòng 20 ngày của mình thì đã được các bạn rất là ủng hộ. Và thật sự là nó rất là bất ngờ, thì lúc đầu mới ra thì không ai xem cả, mình và quản lý của mình ấy thì đã cãi nhau một trận gọi là căng thẳng, bởi vì là mình đã tự ý mình xây dựng cái content nó không nằm trong chuỗi những cái content thống nhất của cái kênh của mình ấy, nên là mình đã cãi nhau rất là nhiều. Nhưng không ngờ 9 tháng sau thì nó lại trở lại và nó lại được đề xuất. Thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như mọi người thấy là mình sinh cái bé thứ hai được 8 tháng rồi, và bây giờ thì mình đã ít sữa rồi nên mình đã quyết định giảm cân. Cái việc giảm cân này cũng xuất phát từ một phần, đó là công việc của mình nó yêu cầu là phải có được một cái ngoại hình nó nhìn nó không nói không cần nói là đẹp đâu, nhưng mà ít ra là nó còn phải sao nhỉ, gọn gàng, nó phải chỉnh trang một chút ấy, thì mình đã quyết định là giảm cân để cho cái body của mình nó thon hơn. Nhưng cái vấn đề ở chỗ, nếu như mình giảm cân thì cái mặt của mình nó lại bị thoát lại, còn cái người của mình ok nó sẽ nhỏ lại, nhưng mà cái vùng có nhiều mỡ mềm như là đùi này, bắp tay hay là bụng của mình thì nó lại lông ấy mọi người, nó lông giảm ấy, còn nói chung là nhìn cái body nó không được đẹp lắm. Thì đấy cũng là một cái vấn đề chung cho mọi người, nếu như mọi người chỉ ăn kiêng thôi ấy, thì sẽ có một cái tình trạng đó là cái người của mình nó theo kiểu là người dây, người mẫu, nhưng mà người dây ấy mọi người, chứ không phải là kiểu hình chữ S giống như mấy chị ở trên Instagram hay là trên TikTok đâu mọi người. Nên là thật sự là để có được một cái body là khúc nào ra khúc đấy như thế thì mọi người đã phải rất là cố gắng để tập gym và ăn uống theo cái chế độ như mình hướng dẫn, cái kiểu đấy. Nếu như mọi người chưa tìm được cái chế độ phù hợp thì mọi người có thể click vào cái đường link ở nước đó, mình sẽ để ở đâu đó trên này hoặc là dưới này để cho mọi người có thể click vào và tham khảo cái cách giảm cân của mình. Cái cách này của mình thì rất là đơn giản thôi nhá, nhưng mà lại khá là hiệu quả, và mình được các bạn có feedback lại ngay ở dưới phần comment luôn là nó khá là hiệu quả và cách này nó giảm cân khá là hay, thì mọi người có thể tham khảo nha. Và để test cũng như là trả lời cho câu hỏi của các bạn là nếu như mình không có ngũ cốc thì nó ảnh hưởng gì không, thì mình cũng đã ngưng ngũ cốc và mình chỉ ăn thôi mọi người. Mình chỉ cắt giảm tinh bột và tăng chất xơ, giữ nguyên protein thôi. Thì cái kết quả như sau, sau 2 tuần mình đã giảm 4 cân, từ 58 cân già cho đến bây giờ là còn hơn 53 cân, 53 cân 7 rồi đấy, thì cho là 4 cân nhá. Thì nói chung là cũng vẫn giảm cân mọi người, cơ địa của mình nó cũng dễ nữa. À, nói đến đây thì không phải là mình pick me đâu nha mọi người, cơ địa của mình là thế, cái gì có thì mình chia sẻ thế. Có bạn đã comment là mình mới đầu xem thì khá là hay, nhưng mà càng về sau thì giống như kiểu là mình khoe mẽ, mình pick me cơ, nhưng mà không phải đâu, không phải, tính mình không khoe mẽ đâu mọi người. Có gì mình nói đấy, có lẽ là nó vô tư quá đấy, thành ra mọi người hiểu nhầm đấy. Thì cơ địa dễ giảm thì nó sẽ dễ giảm, còn nếu như cơ địa khó giảm thì nó vẫn giảm thôi, nhưng mà nó sẽ ít và mọi người cần có một thời gian lâu dài hơn. Về cơ bản là thế. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề, đó là sau 2 tuần giảm cân thì mình bắt đầu có những cái dấu hiệu là chóng mặt, ù tai và buồn nôn. Thì mình nghĩ rằng là cái cơ địa của mình có vấn đề gì đấy, hoặc là hậu Covid mình bị gì đấy. Nhưng mà khi mà mình đi khám bác sĩ thì xét nghiệm máu mọi người, mới phát hiện ra là mình bị thiếu máu và thiếu một số vi chất. Thì tất nhiên là Covid nó cũng có thể ảnh hưởng, tuy nhiên nó không ảnh hưởng nhiều đến mức đấy đâu mọi người. Bởi vì khi bị Covid thì mình không bị gì luôn ý, mình rất là khỏe re, mình ăn rất là tốt, ăn rất là nhiều. Nên là có thể nói là bị Covid xong mà bảo là bị mất máu do bị sốt thì cũng không phải. Mà cái này xuất phát từ cái việc mà mình ăn uống thôi. Bác sĩ nói là mình nên ăn uống nhiều chất hơn và cần bổ sung thêm chất, bởi vì cái chế độ ăn của mình đang khá là nghèo nàn. Nói chung là thế, khá là nghèo nàn và mình đang thiếu chất. Thì đấy cũng là một cái bài học dành cho mọi người, nếu như mọi người đang có cái ý định là sẽ giảm cân theo cái kiểu mà ăn uống quá kiêng khem. Mình ủng hộ việc ăn uống khoa học, và cái cách mình chia sẻ cho mọi người cũng là cái cách giảm cân khoa học. Nhưng mọi người nhớ là phải có thêm những cái nhóm chất dinh dưỡng, ví dụ như là ngũ cốc, nhưng mình không muốn nhắc quá nhiều, mọi người lại nghĩ mình siết đinh. Mình không siết đinh gì cả, mọi người thích thì mua, thích thì thôi, mình có ép gì mọi người đúng không? Đấy, hoặc là mọi người nếu như không uống cốc thì mọi người có thể bổ sung thêm những cái loại vitamin từ hoa quả, hoặc là uống những cái loại vitamin tổng hợp, tất nhiên là có chỉ định của bác sĩ nha. Đấy, nhưng mà mọi người biết không, là mặc dù giảm 4 cân nhưng body của mình nó vẫn xấu. Thật
sự là vẫn xấu. Cái cân nặng của mình nó vẫn không phải là quá thấp, nhưng mà với một người 1m62 của mình như thế thì cái body của mình sau khi giảm cân mình thấy nó xấu, cái bụng của mình nó vẫn béo mỡ cực kỳ nhiều ấy mọi người. Thì để nói là nếu như mà để giảm mỡ bụng thì buổi tối mình phải cắt luôn đấy. Thông thường thì buổi tối thì mình muốn giảm được cái eo thì mình phải cắt luôn cả bữa đấy, và mình chỉ uống ngũ cốc thôi, nhưng bây giờ mình đang cho con bú cơ mà, thì mình không giảm được điều đấy. Mình chỉ cắt giảm tinh bột thôi, nên là cái eo của mình nó cần bị làm nó cũng vẫn béo như thế. Thì chỉ còn mình cách duy nhất là mình phải tập thể dục mọi người ơi. Muốn đẹp, muốn mặc váy đẹp, muốn mặc đồ đẹp thì phải tập thể dục thôi, để cho cái eo nó bé lại. Cầm cứu đấy, đang ở bệnh viện. Và như mình nói, mình là một đứa rất là lười. Mình lười tập thể dục lắm, bảo mình tập thể dục thực sự là phải có cái động lực gì đấy rất là to lớn thì mình mới có thể làm được. Và mình đã mua rất là nhiều đồ tập về với cái mục đích là mình phải dùng cái này để nó thành áp lực để cho mình đi tập. Thì ở đây thì mình sẽ khoe cho mọi người luôn là cái đống đồ tập của mình mới hao về. Và thực sự là mình khi mà mình bóc ra để mình đem đi giặt ấy, thì mình cảm thấy là trời ơi, quả này quá là đỉnh cao luôn, vì nó quá đẹp với mọi người. Mình không biết mình học nhiều đồ đẹp như thế nên mình hao nhiều đồ tập lắm. Và cái đống đồ tập này thì mình hao thì đều ở cái cửa hàng Lovito ở trên Shopee thôi. Đây là một cửa hàng có phân khúc đồ rất là hợp lý, thậm chí là rất là rẻ. Cái form dáng thì mình đã từng order rồi thì mình thấy rất là chuẩn. Tuy nhiên thì cái chất vải thì hên xui nha mọi người. Nhưng mà cái đống đồ tập này thì mình phải nói là chất vải đỉnh của chóp so với giá tiền luôn nhá. Đây, đầu tiên là một cái bộ mà mình cực kỳ thích, sexy lady luôn. Đây nha mọi người, đây là một cái áo, nó là một cái chất vải kiểu nó nhún nhún ấy mọi người. Là một cái áo bra kiểu quả. Đấy, bên đằng sau là nó chéo như thế này mọi người ạ. Đây, mặc này đẹp lắm, mình sẽ để ảnh một bên góc cho mọi người nhá. Cái nào đẹp thì mình sẽ mặc và mình sẽ show, còn nếu không thì thôi. Đấy, vì mình bùng béo lắm, xấu lắm. Đấy, nhìn nó rất là đẹp và cái chất vải này nó cực kỳ dày dặn. Và những cái chất vải này khi mọi người giặt ra thì mọi người thấy là nó vẫn hở, tức là nó vẫn có những cái lỗ thông khí nên là cũng tương đối thoáng. So với tầm khúc giá tiền như thế này là khá là ok rồi. Trong này còn có đệm mút nữa nên nhìn chung mình thấy là cái bộ đồ tập này quá dày dặn và quá đáng tiền. Xinh lắm mọi người, thật sự là rất là xinh, nhìn giống như kiểu là đồ hai em ấy. Đi kèm với cái áo này ấy, thì còn có một cái quần, và đây chính là cái điểm nhấn của cái bộ này mọi người. Đẹp dã man, mình thích cực kỳ luôn. Đây mọi người, đây là một cái quần nhưng mà nó có hai cái dây rút hai bên. Đấy, mình sẽ kiểu kéo lên nhìn nó sexy á mọi người. Và cái điểm nhấn chính là cái đít, à nhầm, cái mông. Là bởi vì đằng sau này người ta may nhúng như thế này ấy, thì vô tình nó sẽ up cái mông, nó hất cái mông của mình căng hơn ấy. Nên là khi đi tập, khi mà nhìn soi gương hay là chụp ảnh giống ảo ấy, thì cái mông của mọi người nó sẽ tròn tròn. Đấy, đây là cái bộ mà mình cực kỳ recommend cho mọi người mua. Thì cái bộ này xinh cực kỳ luôn, mình thề luôn á. Nếu như mọi người tin tưởng mình ở dưới cái tư cách là một người chị chia sẻ cho các em gái ấy, về cái cách mà săn đồ rẻ cũng như là nơi mua đồ đẹp ấy, thì phải mua cái bộ này để tập gym này, tập thể dục rất là đẹp luôn, rất là hách giá luôn ấy. Cái nào mà chất không thích thì mình cũng sẽ nói là chất không thích. Bởi vì như Lovito trước đó mình có một cái haul về đồ bình thường, không phải đồ tập, thì mình cũng thẳng thắn luôn, đó là mặc dù cái form dáng rất là ok, đường may ok, nhưng cái chất vải nó rất là nóng và nhìn rất là không được đẹp mắt. Nhưng cái bộ đồ tập, cái đống đồ tập này thì nó hoàn toàn khác, mọi người, nó đẹp lắm. Cái bộ màu đen này của mình cũng giống như cái bộ màu xám này mọi người ạ. Là một cái chất vải nhìn đúng thế, nhưng mà cái màu đen này nó mỏng hơn, nhìn vậy nó mát hơn. Về cái form quần ấy thì nó giống, nhưng mọi người, là cái dạng quần có cái mông nó hắt thắt đằng sau này. Nhưng mà cái áo thì nó lại là dáng crop top cổ tay như thế này. Cái này thì khá là kín đáo hơn, và mình thấy cái này cũng dễ mặc hơn so với cái bra lúc nãy. Bởi vì có nhiều bạn không thích thở ấy, thì mọi người có thể order cái bộ này xinh cực. Tiếp theo thì mình có một cái bộ nữa cũng rất là xinh, nhưng mà cái này thì mình thấy là nhìn sporty hơn. Đó là cái bộ đồ cộc này mọi người. Đầu tiên là một cái áo này, mặc cái này vào nó kiểu, cái vải này nó rất là mềm ấy mọi người, và rất là gọi là thoáng, mình thấy thoáng nha. Đấy, và nó mịn tay nữa. Cái áo này thì nó sẽ làm gọi là tôn lên được cái phần ngực cũng như là cái phần eo của mọi người ấy. Nhìn vào nó đỡ béo hơn, cái tông màu này nó cũng đỡ béo hơn. Và đi kèm cái áo thì còn cái quần. Quần này thì mình thấy là người ta may rất là đẹp. Bên trong còn có một cái lớp lót nữa mọi người. Một cái lớp lót giống như kiểu là lớp lót váy mọi người, nhưng mà nó rất là mềm.
nên thực sự là quá ấn tượng về cái đống đồ tầm này ấy. Không phải shipping đâu, không, video này không có quảng cáo nhá. Đấy, đây là nếu như các bạn đang có ý định mua đồ tập hay là tạo cái động lực giảm cân giống như mình thì nên mua những cái bộ đồ tập như thế này. Tiếp một bộ nữa rất là satin model, đó chính là cái bộ như thế này. Đây là cái dạng hơi hơi crop top thôi mọi người, nó không quá ngắn như cái này. Nếu như bạn nào mà giống như mình là không thích hở quá thì mọi người có thể mua bộ này. Chất vải nó cũng khá là thấm hút mồ hôi đấy, khá là mỏng đấy mọi người. Đây là rất là thoải mái, đi kèm cái áo này thì nó còn có một cái quần. Nói chung bộ này thì mình rất là trẻ trung. Tiếp theo là một cái bộ crop top, nhưng mà cái bộ này thì sẽ cực kỳ hack eo và hack mông cho mọi người. Là một cái màu hơi tím tím như thế này mọi người ơi. Đây là dòng crop top nha. Và cái chất vải này thì cực kỳ siêu co giãn luôn mọi người ạ. Và nó cực kỳ mịn. Đấy, mình nói mịn là mịn ra. Và cái đường may thì quá ok, đường may rất là ok. Nên là nếu như mà để hỏi mình là Lovito mọi người nên mua sản phẩm nào nhất của Lovito ấy, thì mình thực sự khuyên mọi người là nên mua đồ tập gym, đồ tập thể dục. Thì nó sẽ, thứ nhất là nó đẹp, hai là xứng đáng với cái giá tiền luôn, thì nó giãn cho mọi người. Đấy, và đi kèm cái áo này thì còn có một cái quần. Đấy, như mình nói cái cảm của nó rất là cao cho mọi người, nên là cái cảm này thì nó sẽ cực kỳ hack eo, hack mông cho mọi người. Bộ này thì rất là xinh luôn, vải cực kỳ cứng cáp nên mọi người có thể tham khảo, mình sẽ đặt link bên dưới. Và nhân tiện đây thì các bạn viewer của mình mọi người sẽ có một cái voucher giảm giá 22% để cho mọi người mua hàng ở nhà Lovito. Nên là mọi người nhớ lưu lại nha. Đây không phải là một video quảng cáo và mình chỉ xin voucher cho mọi người để nếu như mọi người có nhã ý thì mọi người có thể được chiết khấu, được giảm giá một phần nào để đỡ việc tốn kém hơn. Còn nếu như mà nàng nào có thích theo kiểu style gọn gàng, cá tính và đơn giản ấy, thì mọi người có thể tham khảo cái mẫu này. Đầu tiên á, sẽ là một cái bộ áo. Ở đây là bộ quần áo chứ. Cái này thì mình thấy là cái vải này nó hơi nóng, hơi thô một chút hơn so với những cái bộ kia. Nhưng mà cái form của nó cũng rất là đẹp, cũng dạng form crop top kiểu khoe eo á. Đây, nhưng mà nó là cái dạng áo cài như thế này mọi người. Và đi kèm với áo thì sẽ có một chiếc quần đùi nữa. Cho cái bộ này mình thấy khá là kín đáo và khá là lịch sự nữa, cũng trẻ đó mọi người. Ngoài ra ấy, thì mình còn có mua thêm 3 cái bra để cho mình mặc nữa. Bởi vì trước đó thì mình có order một cái quần này, cái quần hồng này mọi người ạ. Cái quần hồng này nó vải y hệt như cái bộ tập gym của mình mua order trên Taobao ấy. Nhưng mà cái bộ đấy mình order 400 mấy hay sao ấy. Cái chất vải nó cực kỳ mỏng luôn, giống mướt dã man luôn á. Là cái quần này mình rất là thích. Và để mặc cùng với cái quần đấy thì không biết là phù hợp màu hay không, nhưng mình có mua 3 cái bra nữa. Và mình thấy rất là xinh. Nhiều lúc không cần hợp đâu mà mình thấy xinh là mình mua ấy. Kiểu cái tính lạ đời. Đầu tiên là cái bra xám này rất đẹp, cái này sexy cực. Đấy, nó có khóa kéo ở giữa nha mọi người. Nó sexy lắm và nó có mút ngực nữa nên nó sẽ up được cái phần mụn của mọi người lên. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn. Chất vải là một cái chất rất là mịn và co giãn cực kỳ tốt. Nên là như mình nói đấy, trời ơi, nhấn mạnh lại một lần nữa là hãy mua đồ tập nha mọi người. Và đặc biệt là cái đồ tập Lovito này vừa rẻ và vừa đẹp này. Tiếp tục là một chiếc bra xanh min. Cái màu này cũng khá là xinh. Nhưng mà cái này thực sự là nó rất là nặng nha mọi người. Nhưng mà cái chất liệu nhìn nó xịn lắm ấy. Nó dày dặn, nó xịn lắm đấy mọi người. Lại là một chiếc bra đen khác. Cái này nhìn nó basic hơn, nhưng mà cái này mình thấy là chất vải thì nó cũng ổn, nhưng mà cái phong dáng nhìn nó không được sexy sành điệu như mấy cái kia. Và ngoài ra thì mình còn có thêm một chiếc quần này. Quần này mình thích cực, nhìn nó đẹp dã man đấy mọi người ơi. Đẹp, nó xịn dã man đây. Trời ơi, nó đẹp lắm mọi người ơi. Bên trong nó cũng có hai lớp nha mọi người, lớp ngoài và một cái lớp quần lót bên trong. Cái quần lót bên trong này nó siêu mịn luôn á, nó cực kỳ mịn luôn. Quần này đẹp dã man. Trời ơi, tôi sướng vãi, kiểu mua được đồ đẹp ấy, xong tôi có cái động lực tập gym hơn đấy mọi người. Và mình sẽ áp dụng trong vòng 1 tháng thì mọi người nhớ là nhắc mình sau 1 tháng nhé, nhắc mình xem là cái kết quả giảm cân của mình nó như thế nào nhá. Và mình sẽ quay trở lại sau 1 tháng thôi, mọi người yên tâm. Đây, mình chưa xong, còn một bộ nữa cũng rất là đẹp, đó chính là cái bộ bra này. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn nha mọi người, cái này xịn hơn mấy cái bra kia. Đi kèm sẽ là một chiếc quần siêu hack mông và bụng. Đấy, bộ này nó cũng rất là đẹp mọi người. Và đây lại là một chiếc áo sắc nách, áo sporty sắc nách. Nói chung cái này thì mình thấy rằng mọi người mặc cái này thì bên trong vẫn phải mặc bra nữa. Với các bạn nào mà thích style nửa kín nửa hở ấy, khi đi tập hay gì, stretchy thể thao ấy, thì mọi người có thể mua thêm cái áo này
để mặc bên ngoài cái bra, nhìn nó lộ một ít bra ở nách cái này, xong dơ lên thưa sướng này nhìn nó thích. Và cuối cùng đó là một chiếc áo mình cực kỳ thích, đó chính là chiếc áo tập gym này. Nó là dạng dài tay nha mọi người, nhưng mà cái chất liệu trời ơi dã man cực thề luôn. Nó mịn dã man luôn. Trời ơi nó co giãn cực kỳ tốt luôn á. Mà nhìn nó mịn, nhìn nó đắt tiền cực kỳ mọi người. Cái áo này mọi người biết không, dùng mùa đông để tập hoặc là bao giờ mà mình đi tập mình mặc ra bên trong ấy. Nhưng mà trời nắng hay gì thì bởi vì cái áo này nó có mũ nữa ấy, thì mình sẽ đội mũ lên. Nhìn nó rất thể thao, nhìn kiểu nó rất là lịch sự, rất là kiểu gymmer ấy. Và mùa đông thì mặc cái này cũng được, nói chung là vừa che nắng vừa che mưa mà vừa che lạnh luôn. Ngoài việc soạn đồ tập để cho có động lực tập gym thì tất nhiên là mình sẽ sưu tầm thêm một số những cái bài tập. Đầu tiên là nó sẽ giảm cardio, kiểu giảm cân toàn bộ ấy. Và thứ hai đó là tác động nhiều vào cái vòng bụng, bắp tay và cái bắp chân cũng như là cái lè, cái đùi của mình. Nhầm, quên thì hay gọi là lè. Đấy, cái đùi của mình. Và có rất là nhiều bài tập ở trên mạng thì mọi người có thể tham khảo. Và bên cạnh đó thì mình vẫn sẽ duy trì cái chế độ giảm cân. Nếu như mà các bạn đang có ý định giảm cân ngay lúc này thì hãy cùng mình giảm cân, và một tháng sau thì chúng ta sẽ báo kết quả cùng nhau ngay ở dưới video này nha. Và video của mình thì đến đây là kết thúc, và hy vọng mọi người sẽ thích video này. Và chúc mọi người giảm cân thành công. Nhớ là đừng để mà bị thiếu máu giống như mình nha. Bye.